Rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Xin chào đầu bếp Phước Hưng. Chào Minh Phương. Phước Hưng ơi, lần trước Minh Phương đi Hà Nội và có được ăn một món lẩu tên là lẩu ốc. Cái đó là ngon và không thể chê vào đâu được. À, lẩu ốc hả Minh Phương? Lẩu ốc là một món ăn đậm chất của người Hà Nội mà. Ồ, thì ra là vậy. Hèn chi mà Minh Phương nhớ hoài hương vị của món lẩu này, chua chua, cay cay và thơm nồng mùi ốc. À, hay là Phước Hưng ơi, ngày hôm nay Phước Hưng có thể giới thiệu quý vị khán giả cũng như là Minh Phương thực hiện món lẩu này được không? Được chứ. Vậy thì ngày hôm nay Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho Minh Phương cũng như là tất cả quý vị khán giả của Món Ngon Mỗi Ngày một món ăn mang phong cách cũng như là đậm chất của người Hà Nội. Đó là món lẩu ốc thả. Và để thực hiện cho món lẩu ốc thả thì chúng ta cần chuẩn bị 100g thịt ốc bu, 150g giò sống, nghêu, sả băm, gừng băm và tỏi băm, hành tím băm, sả cây, rau ôm, ngò gai, 2 quả cà chua, ớt hiểm, lá chanh và củ hành tím, một số gia vị thông thường và giấm gạo lên men Lisa. Và công đoạn đầu tiên cho món lẩu ốc thả thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị, chúng ta sẽ làm cái phần chả ốc. Khi mà quý vị mua ốc về thì chúng ta luộc cho thật là chín đi, quý vị lấy cái phần đầu ốc thôi và chúng ta chà phèn hoặc là rượu trắng cho thật là sạch nhớt, rồi quý vị rửa lại nước sạch và để ráo. Phần ốc này thì Phước Hưng sẽ cắt lát mỏng, cho hết cái phần thịt ốc rồi ra tô. Cho vào phần thịt ốc này là 150g giò sống, 1 muỗng canh hành tím và tỏi băm, 1 muỗng canh sả băm, 1/2 muỗng canh gừng băm, 1 ít ớt hiểm băm, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm Asingon, 1 ít tiêu nè. Và bây giờ chúng ta sẽ quét đều. Rồi Minh Phương giúp giùm Hưng cái này nha. Rồi, sẵn sàng. Phần cà chua này cắt muối cao. Rồi, phần hành tím thì cắt lát để một chút xíu Phước Hưng sẽ phi thơm. Còn phần lá chanh này Phước Hưng sẽ cắt nhuyễn. Cho hết cái phần lá chanh ra đây. Phần ớt hiểm này thì Phước Hưng sẽ đập dập, rau ôm và gò gai cắt khúc. Cuối cùng thì phần sả thì phân nửa Phước Hưng sẽ chia ra 3 cây sả cắt khúc và chúng ta sẽ đập dập. Còn phần sả còn lại cắt ra làm đôi và Phước Hưng sẽ chẻ ra để chúng ta dùng cây sả, chúng ta sẽ xiên vào phần ốc. Bây giờ thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị, chúng ta sẽ tạo hình cho phần chả ốc. Đầu tiên cho cái phần chả ốc vào cái lòng bàn tay và vo tròn lại. Dùng một cái cọng sả chúng ta sẽ xiên qua cái phần chả ốc này. Phước Hưng ơi, Minh Phương thắc mắc là nếu mà chúng ta vo viên tròn chả ốc như vậy thì cũng được rồi mà, tại sao lại cần phải một cọng sả xiên qua cái viên ốc như vậy nữa để làm gì? Chúng ta sẽ dùng cọng sả xiên qua phần ốc để thịt ốc có mùi thơm đặc trưng của sả. Rồi. Đặt một cái nồi lên trên bếp để chúng ta nấu lẩu. Cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Cho vào đây hết cái phần củ hành tím mà Hưng đã cắt lát nè. Cho hết cái phần cà chua vào, chúng ta sẽ xào chín. Và đây cũng là một cái điều đặc trưng cho món lẩu này quý vị nha. Chúng ta sẽ xào cà chua trước để nước lẩu có màu đẹp hơn. Cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê đường nè, 1/2 muỗng cà phê muối. Phần cà chua cũng đã vừa mềm tới, cho vào đây là 1.5 lít nước. Phần nước lẩu của chúng ta cũng đã sôi trở lại. Cho hết cái phần sả cây đập dập nè, cũng như là 2 cái ớt hiểm đập dập vào đây luôn. Bây giờ thì nêm gia vị hoàn chỉnh cho cái nồi nước lẩu. 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm Asingon và 2 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 2 muỗng canh đường, 5 muỗng canh giấm gạo lên men Lisa. Cho vào đây là 2 muỗng canh nước mắm. Sau khi mà quý vị chúng ta đã nêm tất cả các gia vị vào trong phần lẩu rồi thì khi ăn thì quý vị chúng ta sẽ thả lần lượt những cái viên chả ốc vào trong cái nồi lẩu và chúng ta ăn kèm với rau. Cho hết cái phần nghêu này vào. Bây giờ Hưng sẽ múc cái phần lẩu ra nè. Cho lên đây một ít nước, trang trí lên đây một đọt húng quế nè và một đọt của rau ôm. Vậy là món lẩu ốc thả của chúng ta đến đây đã hoàn tất rồi. Ở đây thì Phước Hưng cũng đã chuẩn bị sẵn cho Minh Phương một phần rồi. Mời Phương. Cảm ơn Phước Hưng. Ngon quá Phước Hưng ơi, hương vị của cái phần nước lẩu á rất là ngon, chua chua nè, ngọt ngọt, thanh mát, rất là nhẹ nhàng. Còn cái phần chả ốc á, quý vị khán giả biết không, Minh Phương thích nhất là cái độ giòn giòn sật sật. Khi mà chúng ta ăn cái viên chả ốc vẫn còn cảm nhận được cái độ ngọt và độ giòn của ốc. Và quan trọng hơn hết đó là cái mùi sả rất là thơm đến từ món lẩu ốc thả ngày hôm nay. Cảm ơn Phương Hưng rất là nhiều về món ăn ngày hôm nay. Cảm ơn Minh Phương. Phước Hưng xin chúc cho quý vị thành công. Quý vị khán giả thân mến, khi theo dõi chương trình, nếu như quý vị bỏ lỡ hay cần ghi chép thêm công thức thì hãy truy cập vào website của chương trình mongonmoingay.com quý vị nhé. Còn bây giờ thì đầu bếp Phước Hưng và Minh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.